Rồi xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 12 tháng 6. Tiệm máy nổ Hoàng Dân chúng em xin về mấy con đầu máy gời đây. Xin giới thiệu cô chú và anh chị ở gần xa. Có nhu cầu mà có mua máy thì liên hệ đến em. Nay về mà toàn là dòng máy Tết là nhiều anh em ơi. Mấy con này ơi gọi 65 với 75. Con dòng này về ở Tết. Tết A nè. Na 50 xài mặt đạn. Na 50. Con này cũng xài đạn luôn. Con này 60 con này 26. Đó, xin giới thiệu cô chú và anh chị có xem video này có muốn mua máy gì đó thì alo em ở đó. Ô, con này quá đẹp nè, này FD nè, có đề luôn đó. Mấy con này mấy anh em về mà chạy oxy tôm hay là chạy oxy cá bơm nước chạy xuồng vậy thôi nhức nách luôn. Là 60 này là 50. Ồ, đặc biệt con 50 này nó có đề luôn nè anh em. Con này 50. Cứ già nè. Này là đại bồng nguyên sói. Đây. Cái này thì bơm nước vườn rồi mấy anh em này mua về bơm vườn rồi. Rồi lên vườn rồi bơm tưới mít hay là tưới gì đó. Sầu riêng. Vàng các bạn không AG 40 có thích nè AG 40. Ô, con này đẹp quá anh em ơi, hai con có tên xe linh luôn. Con này lóc vàng đẹp quá, đẹp con này rửa ra đẹp lắm nè. Đây ở trên xe đây K700 rất là còn con lông vàng vàng khè chánh luôn K700. Mấy anh em đang xuống máy mấy anh em ơi, đó giờ xuống đang xuống cái con K700. Thôi, rồi hàng về cũng đã xuống xong rồi anh em ơi. Anh em những clip tiếp theo nha. Cái rờ Tê Lút xài mới 5 tháng giờ tôi bán lại anh mua nhiêu?
Rồi để bữa nào vô em chụp hình máy được em bán bao nhiêu. Rồi GT140 hàng này của Made in Thái Lan anh em ơi. Đó, là về Mỹ Hổ. Ba anh em đẹp trai nè, anh nó vàng mua nè, đó, Mỹ Hổ. Này lên YouTube luôn nha. Đó, đó, nó đang lên YouTube luôn mà. Đó. Chủ máy nè anh em ơi, đó. Đi về chạc hay là làm gì anh? Lên nhà chạc. Chạc phải không? Ok luôn. Về chiều nay là rồi. Hình nó liền hình đó. Đúng không? Dạ, luôn luôn rồi. Ừ. Này về thì kiểm tra nhất nhau rồi cái nữa là mới mẻ rồi cái rồi giờ là lụm bạc thôi, lụm lúa thôi chứ đâu còn gì nữa. Không có suy nghĩ. Khỏi suy nghĩ nhớt đi. Đó. Hả? Đó, tặng cho nhớt đi. Rồi tặng anh cho nhớt luôn, lấy canh nhớt đi 4 lít cho anh tặng cho anh luôn. Về thay nhớt là chạy nóng máy lên là thay nhớt. Thế là đi bên kia, thùng nữa. Rồi giờ tay 140 quá đẹp. Cái này là hàng Nhật nha mấy anh em. Đại đầu. Mắt thép. Đó. Máy là Kenspan. Rồi tê cho 40. Về bây giờ về chú mới rồi làm ăn cho phát tài phát đạt người ta nha. Chạy cho cơm lạnh canh ngọt thấy không? Đó, chạy thịt thối là cơ. Nhớ có hãng luôn anh. Anh nào lúc khóa ra không coi? Ai ông dẫn treo vô ai biết không? Rồi lấy cho anh cái tàu luôn chưa? Còn 2,5 triệu nha. Rồi xuống đi. Trời ơi trời. Cái màu vàng luôn ha. Cái mà đỏ. À, đỏ hả? Đỏ. Dạ. Rồi về nhớ thay nhớ nha chú. Rồi, cảm ơn chú nha. Rồi. Rồi con AG40 về Mỹ Quý anh em ơi. Chú mua về bơm nước dịch. Mua máy mới chát mới tinh xì tinh luôn, vàng khè luôn. Không thấy ông về mà vàng mới chịu à. Trong kinh ông Thông á. Dạ. Tại vì nó mới rồi lên 4 anh em ơi Cao Phong đó, bán về ông anh ở anh Vũ đâu anh Vũ ngã tư Đầu Ngàn kinh sáng xéo Cao Phong từ biết cái từ trên đường Nguyễn không? Biết đường ăn ngang cái đó ông nằm sát trong á. Rồi mấy anh em có mua gì máy D hay vọng gì có cần liên hệ anh em nha. Rồi Cao Phong là lên đường anh em ơi. Đó về về quê ha, về quê mới á. Còn 5 triệu anh Thân. Không dần những cái máy đó đi rồi đẩy cái máy này vô với máy nè, đẩy mấy máy kia nữa rồi. Ấy.
Rồi hôm nay ngày thứ sáu ngày 11 tháng 6 thì tiệm máy nổ Hoàng Dân, thì em là tài xế đó, giao máy này cho tiệm máy nổ Hoàng Dân Hyundai về Kiên Giang. Thì bây giờ máy thì em đã đi tới chỗ là chành xe dở về Phú Quốc đó, bây giờ là chành xe Quốc Anh rồi. Thì em vừa tới đây em mở cửa ra rồi làm cái clip này cho anh em cô bác ủng hộ thì máy nổ Hoàng Dân. Rồi giờ thì em đứng đây em phải chờ xíu nữa cho xe trong ra rồi mới tới mình vô. Thì đây là chành xe 24/24 Quốc Anh B4-2. Rồi đây, giờ thì em trong khi chờ đợi. Đây, chành xe Quốc Anh nè chị.